Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý, và mở đầu sẽ là những thông tin về tình hình tại Pháp sau vụ đánh bom khủng bố hàng loạt xảy ra vào đêm ngày 13 tháng 11, khiến cho hơn 120 người thiệt mạng. Đến thời điểm này thì người dân Pháp dường như vẫn chưa thể có những giây phút bình yên. Ngày hôm qua, trong khi đang tập trung cho buổi cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố diễn ra tại quảng trường Republic, thì hàng trăm người bỗng nhiên bỏ chạy toán loạn sau khi họ nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Ngay sau khi nghe tiếng nổ thì cả đám đông đã trở nên vô cùng hỗn loạn, la hét và bỏ chạy khỏi quảng trường Republic. Những người có mặt tại nhà hàng Carillon gần đó thì cũng đã phân tán ngay lập tức, thậm chí họ còn đập vỡ cả cửa kính để tháo chạy khi nghe thấy tiếng nổ. Cảnh sát và các đội cứu hộ đã khẩn cấp đã có mặt ở quảng trường. Tuy nhiên thì họ cho biết là không ghi nhận bất kỳ vụ xả súng nào. Hiện phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân của vụ nổ kia.